đóng trong việc rút từ kho nhằm xúc tiến viện trợ an ninh và đã rút gửi vũ khí cho Ukraine. Với thẩm quyền này, Tổng thống Biden có thể rút từ kho dự trữ trong tình trạng khẩn cấp mà không cần Quốc hội thông qua. Theo các nguồn tin, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ dùng cơ chế này để viện trợ trong gói 1 tỷ đô la trên. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện cho biết ông dự định sử dụng thẩm quyền đó. Theo một phát ngôn viên ngũ sắc đài tiết lộ hôm 5 tháng 5, phát ngôn viên này từ chối bình luận liệu Mỹ có xúc tiến gói viện trợ 500 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan hay không. Theo phát ngôn viên ngũ sắc đài, cách tiếp cận của chúng tôi vẫn nhất quán với chính sách lâu nay của Mỹ. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của mình theo TIA, đạo luật quan hệ Đài Loan, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Từ năm 1979, mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan được điều chỉnh bởi đạo luật quan hệ Đài Loan với căn cứ pháp lý nhằm cung cấp cho Đài Loan phương tiện phòng thủ, nhưng không bắt buộc Mỹ phải viện trợ trong trường hợp hòn đảo bị tấn công. Chưa rõ gói viện trợ mới sẽ gồm những gì và tiến hành vào thời điểm nào. Từ năm ngoái, Đài Loan đã phàn nàn về tình trạng trì hoãn trong việc phân phối vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như các tên lửa phòng không Stinger do các hãng chuyên cung cấp cho Ukraine nhằm đối phó chiến dịch của Nga. Vấn đề này đã khiến một số nghị sĩ Mỹ lo ngại. Lối đi nào cho Việt Nam khi Hà Nội muốn đắc lợi từ Mỹ nhưng lại không được làm phật ý Bắc Kinh?